1. Nam diễn viên hài Jisook Jin sẽ trở lại với chương trình Running Man. Nam diễn viên hài Jisook Jin sẽ trở lại với chương trình Running Man. Sau khoảng một tháng nghỉ do vấn đề sức khỏe, vào ngày 15, công ty quản lý của Jisook Jin, IT Entertainment, thông báo trên The Fact rằng Jisook Jin đã hồi phục sức khỏe và sẽ tham gia quay Running Man từ ngày 15. Trước đó, Jisook Jin đã tạm nghỉ hoạt động vào ngày 18 tháng trước do vấn đề sức khỏe. Khi đó, công ty quản lý cho biết Jisook Jin cần thời gian nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng sau khi được khám sức khỏe và được khuyến nghị điều trị. Công ty hứa hẹn rằng họ sẽ cố gắng hết sức để Jisook Jin trở lại với Running Man trong thời gian tới, mang theo hình ảnh khỏe mạnh hơn và năng động hơn. 2. Nữ ca sĩ Ai Jang Won Young đã chiến thắng trong vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại từ Cyberleka. Nữ ca sĩ Ai Jang Won Young đã giành chiến thắng trong vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại từ Cyberleka. Công ty quản lý của Jang Won Young, Starship Entertainment, thông báo vào ngày 17 rằng Jang Won Young đã chiến thắng trong vụ kiện mà cô gửi đến người quản lý trang web Gossipy, Cyberleka, về việc phổ biến thông tin sai lệch và đe dọa tình cảm của nghệ sĩ. Jang Won Young đã đệ đơn kiện vào tháng 7 năm ngoái, yêu cầu bồi thường 100 triệu won tương đương 1 tỷ đồng vì đã trải qua những ảnh hưởng tiêu cực từ sự phổ biến thông tin sai lệch về mình. Trước đó, Cyberleka không có phản ứng nào trước khi vụ kiện được quyết định và tài khoản trực tuyến của họ đã bị xóa vết. Sau chiến thắng này, Starship Entertainment đã chia sẻ rằng họ sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi và uy tín của nghệ sĩ của mình khỏi những thông tin sai lệch và đe dọa trên mạng xã hội. 3. Người phụ nữ trong độ tuổi 50 bị buộc tội stalking nữ diễn viên Jung Eun Ji đã bị kết án tù. Theo thông báo từ tòa án Seoul Central vào ngày 18, người phụ nữ trong độ tuổi 50 đã bị kết án 1 năm tù giam, được thi hành án 2 năm, cùng với một khoản phạt 100.000 won và 120 giờ làm công dân vì tội quấy rối stalking Jung Eun Ji. Phụ nữ này đã gửi tổng cộng 544 tin nhắn và thậm chí còn rình rập Jung Eun Ji bằng cách ngồi đợi tại căn hộ của cô. Năm 2021, Jung Eun Ji đã chính thức tố cáo và ngừng hoạt động trên các nền tảng trực tuyến mà cô thường xuyên tương tác với người hâm mộ. Cô cũng ngừng sử dụng các dịch vụ trực tuyến trả phí để giao tiếp với người hâm mộ. Đây là một trong những trường hợp gần đây về quấy rối trực tuyến đối với nghệ sĩ và người nổi tiếng ở Hàn Quốc và có vẻ như tòa án đã quyết định trừng phạt nghiêm khắc để bảo vệ quyền lợi và an ninh tinh thần của người nghệ sĩ. 4. Các nghệ sĩ Lee San Kyung và Lim Soo Jung cũng như các chương trình giải trí của SBS tham gia vào các nỗ lực từ thiện và quyên góp. Thông tin từ các nguồn tin SBS cho biết Lee San Kyung và Lim Soo Jung, hai nghệ sĩ nổi tiếng, đang tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện và quyên góp. Cả hai nghệ sĩ này đang hỗ trợ các tổ chức từ thiện và đóng góp vào các chiến dịch giúp đỡ cộng đồng. Ngoài ra, các chương trình giải trí của SBS cũng tham gia vào nỗ lực từ thiện này. Thông qua các chương trình của mình, SBS đã tổ chức các sự kiện quyên góp và kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng để giúp đỡ những người cần thiết. Điều này thể hiện cam kết của cả nghệ sĩ và đài truyền hình trong việc đóng góp vào xã hội và giúp đỡ những người gặp khó khăn. Việc các người nổi tiếng tham gia vào các hoạt động từ thiện không chỉ làm tăng cường tầm ảnh hưởng tích cực mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái trong cộng đồng giải trí. 5. Nữ diễn viên Ko Sung Hee đăng ký kết hôn vào tháng 2. Thông tin từ nguồn tin cho biết nữ diễn viên nổi tiếng Ko Sung Hee đã đăng ký kết hôn vào tháng 2. Quyết định này của cô đánh dấu một bước quan trọng trong cuộc sống cá nhân của nữ diễn viên sau thời gian dài gắn bó với sự nghiệp diễn xuất. Ko Sung Hee đã tạo nên sự nghiệp đáng chú ý qua các dự án diễn xuất và nhận được sự công nhận từ khán giả và ngành công nghiệp. Quyết định kết hôn của cô được đánh giá cao và nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ và đồng nghiệp. Chúng ta hy vọng rằng Ko Sung Hee sẽ tiếp tục có những thành công mới cả trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. 6. Nghệ sĩ Lee Sung Kyung đã quyên góp 100 triệu won cho Bệnh viện Quốc gia Dangguk để hỗ trợ ngành y và học bổng. Nghệ sĩ Lee Sung Kyung vừa thực hiện hành động đẹp, quyên góp 100 triệu won cho Bệnh viện Quốc gia Dangguk với mục đích hỗ trợ ngành y và đóng góp vào quỹ học bổng. Hành động này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái của nghệ sĩ mà còn hỗ trợ cộng đồng trong bối cảnh khó khăn. Bệnh viện Quốc gia Dangguk sẽ sử dụng số tiền quyên góp để cải thiện điều kiện y tế và hỗ trợ những người cần giúp đỡ. Đồng thời, phần quyên góp cho học bổng sẽ giúp động viên và khích lệ tinh thần học tập, đào tạo cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta mong rằng hành động này sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người khác tham gia các hoạt động từ thiện và góp phần vào việc xây dựng một xã hội đầy lòng nhân ái. 1. Dispatch báo cáo rằng Park Min Young đã nhận được 2 tỷ 500 triệu won từ Kang Jong Hyun trong quá trình hẹn hò. Ngày 15, Dispatch đưa tin rằng Park Min Young đã nhận được 2 tỷ 500 triệu won tiền mặt từ Kang Jong Hyun khi họ đang hẹn hò. Trong phản đối vụ án này, công ty quản lý của cô, Fuku Entertainment, đã thông báo chính thức vào cùng ngày, phủ nhận mọi nghi ngờ. Công ty cho biết vào tháng 2 năm 2023, Park Min Young đã bị điều tra như một nhân chứng bởi công tố về việc Kang Jong Hyun sử dụng tài khoản của cô một cách ẩn danh.
họ đã tuyên bố rằng không có bằng chứng nào chứng minh Park Min-young tham gia vào hoạt động bất hợp pháp hoặc thu được lợi nhuận bất hợp pháp. Công ty cũng nói rằng số tiền trong tài khoản của Park Min-young chỉ được sử dụng cho chi phí sinh hoạt và không liên quan đến bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào. Park Min-young cũng đã chia sẻ ý kiến của mình trên Instagram trong một bài đăng có tiêu đề chăm sóc bản thân. Trong khi đó, vào cùng một ngày, cô đã tham gia buổi kết thúc của bộ phim truyền hình Hãy kết hôn với chồng tôi mà không có bất kỳ biểu hiện nào khác thường. Vào tháng 9 năm 2022, Park Min-young đã rời khỏi công ty quản lý của Kang Jong-hyun và đồng thời chấm dứt mối quan hệ với anh. Kang Jong-hyun đang đối mặt với cáo buộc về gian lận tài chính theo luật chứng khoán và đã bị công ty quản lý chấm dứt hợp đồng. Kết quả cuộc điều tra của The Fact cho thấy, Sung Jong, cựu thành viên của Infinite, đã thông báo về việc chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý của mình vào cuối năm ngoái, đồng thời gửi nhiều chứng cứ để chứng minh việc chấm dứt hợp đồng và yêu cầu thanh toán chưa nhận được. Tuy nhiên, đại diện của công ty không phản hồi, khiến phía Sung Jong xem xét khả năng kiện tụng nếu không có sự đồng thuận trong thương lượng. Sau 12 năm làm việc với công ty Ulim, Sung Jong đã ký hợp đồng với công ty Aspect Entertainment vào tháng 1 năm 2022. Anh đã tổ chức concert và fan meeting tại Hàn Quốc và Đài Loan trong năm 2022, cùng với việc phát hành album đơn và album mini của Infinite trong năm ngoái. Nhiều chương trình giải trí truyền hình đang phải đối mặt với tình trạng hủy bỏ, bao gồm cả chương trình Ok Culture của KBS và Hong Kim Dong Cheon. Moment of Attachment, một chương trình giáo dục nổi tiếng trên SBS, sau 16 năm phát sóng, cũng đang đối mặt với khả năng bị hủy bỏ do thiếu sự cạnh tranh và cảm giác lạc lõng. Ngày 17, chương trình Octopang Problematic Sun đã chính thức bị hủy bỏ. Các MC và khách mời đã tụ tập để chia sẻ thông tin hữu ích, kiến thức và tham gia vào các cuộc trò chơi trí tuệ trong chương trình trò chuyện hiểu biết này từ tháng 11 năm 2018. Tuy nhiên, sau 7 năm, chương trình đã chấm dứt. Hong Kim Dong Cheon cũng đã kết thúc vào ngày 18, kết thúc một hành trình kéo dài 1 năm và 6 tháng kể từ khi bắt đầu vào tháng 7 năm 2022. Mặc dù chương trình bắt đầu với tỷ lệ xem 1%, nhưng sự hòa hợp giữa các thành viên thường xuyên gây nên những thước phim thú vị. Khi quyết định hủy bỏ chương trình được đưa ra, người hâm mộ đã thể hiện tình cảm của họ thông qua việc gửi xe tải quảng cáo và khởi xướng đơn phản đối việc hủy bỏ chương trình. Chương trình Moment of Attachment đã được phát sóng từ tháng 5 năm 1998, đang đứng trước nguy cơ hủy bỏ do được cho là mang đến cảm giác cũ kỹ và thiếu sức cạnh tranh. Trong thông báo ngày 17, SBS đã quyết định chấm dứt chương trình và thông báo quyết định cho nhóm sản xuất. Tuy nhiên, nhóm sản xuất đã phản đối mạnh mẽ quyết định này.